mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười của một cậu bé đang chạy xe đạp trên đường thì bỗng nhiên gãy đôi. Cậu bé hoang mang nhìn chướng ngại vật trên đường, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Toàn bộ diễn biến sự cố đã được camera an ninh của ngôi nhà bên đường ghi lại vào khoảng 13 giờ chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua. Thời điểm này, cậu bé đang đạp xe tới trường thì bỗng nhiên xảy ra sự cố. Chẳng là khi vấp phải chướng ngại vật trên đường, chiếc xe nảy lên rồi bỗng gãy làm đôi, khiến cậu bé ngã văng xuống đường. Tai nạn bất ngờ khiến cậu bị trầy xước chân tay, không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng. Nam sinh đạp xe đằng sau đã dừng lại để giúp đỡ bạn của mình. Đây thật sự là tình huống tai nạn dở khóc dở cười. Có lẽ chiếc xe đã gặp phải vấn đề từ trước nên mới để chủ nhân của nó rơi vào tình cảnh này. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được nhiều người, đa số vừa thương vừa buồn cười với tình huống mà cậu bé này gặp phải. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!